Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị an ninh 24 giờ. Từ khi các bạn cài đặt cái camera 360 độ nữa các bạn, hoặc là những cái camera có mã QR á, QR code mà mình cần phải quét mã QR code á. Ví dụ như ở đây cái camera iMount nè, mình mở phần mềm iMount Live trên điện thoại á, mình quét nó để mình add nó vào trong cái phần mềm. Nhưng mà khi mở lên cái camera quét nó không hiện lên mã QR code nữa các bạn, nó tối thui à. Thí dụ cho các bạn xem đây. Đó, mình mở cái phần mềm iMount Live. Rồi mình add cái camera vào quét nè. Khi mình quét mình thấy nó tối thui các bạn. Mình lật lên mình không quét được. Đó. Thì hôm nay ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết cái vấn đề này nha các bạn. Cái nguyên nhân chính là do cái camera nè, trong cái điện thoại nè, nó cấm truy cập vào camera nha các bạn. Nó cấm cái ứng dụng đó truy cập vào camera. Thì để mở cái quyền truy cập vào camera, mình vào trong cái phần cài đặt nha các bạn. Thì các bạn mở cái phần cài đặt lên nè. Các bạn di chuyển xuống cái phần ứng dụng nha. Ứng dụng của mình là iMount Live nha các bạn. Bạn di chuyển xuống iMount Live. Đây, iMount Live đây. Lít vào. Đó, cái phần bạn thấy cái phần truy cập nè. Cho phép iMount Live truy cập. Cái phần camera nó bị tắt đi nè. Mình mở nó lên nha các bạn. Rồi, mình mở nó lên rồi mình quay trở ra. Mình quét lại nha. Đó, mở iMount Live lên. Rồi, quét. Đó bạn, khi bạn mở nó trở lại thì bạn thấy cái máy ảnh nó sử dụng được nha các bạn. Đó, đây nó quét rồi. Đó. Quét được nha các bạn. Lúc nãy là đưa cái máy ảnh vào nó tới thôi à, nó không quét được nha. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách mở cái quyền truy cập cho cái ứng dụng nha các bạn. Hy vọng video có thể giúp ích được tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thật sự ích, bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.